Tối hôm qua, theo giờ địa phương, Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới IPU lần thứ 144 và các cuộc họp liên quan đã chính thức khai mạc trên đảo Bali của Indonesia với sự tham gia trực tiếp của khoảng 1.000 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà làm trưởng đoàn tham dự cuộc họp. Phát biểu khai mạc, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng biến đổi khí hậu là thách thức khủng khiếp nếu chính phủ và quốc hội các nước không kịp thời có các chính sách để giải quyết. Nhà lãnh đạo nước chủ nhà nhấn mạnh, thế giới cần hành động để huy động các nguồn tài chính khí hậu, đầu tư vào năng lượng mới và tái tạo và chuyển giao năng lượng. Diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 3, IPU 144 sẽ xem xét các hành động cần thiết của nghị viện nhằm giảm thiểu tác động của tình trạng khẩn cấp về khí hậu và thực thi thỏa thuận Paris, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, đồng thời đảm bảo giải quyết nhu cầu của các nhóm dân cư có nguy cơ cao như phụ nữ và thanh niên. Các đại biểu cũng sẽ tập trung thảo luận các vấn đề hòa bình và an ninh thế giới và dự kiến thông qua một nghị quyết về vấn đề này. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ tham dự các phiên họp toàn thể, hội thảo, thảo luận cũng như các hoạt động khác trong khuôn khổ IPU 144.